Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 6, Phẩm Thế Giới Hoa Tạng thứ 5. Phẩm là phẩm loại, đây là tên phẩm của kinh, ở trước đã giảng đến phẩm thứ 4, bây giờ là phẩm thứ 5. Hoa là hoa sen, tạng là thu tạng, còn có ý nghĩa là sinh ra. Ở đó có hạt giống hoa sen, cho nên sinh ra thế giới hoa sen. Nếu nói đầy đủ thì gọi là hoa tạng trang nghiêm, nghiêm cụ thế giới hài. Nói tóm tắt là hoa tạng thế giới. Vì thế giới đó dùng hoa sen để trang nghiêm, cho nên gọi là thế giới hoa tạng. Và phẩm này là phẩm thứ 5, nên gọi là phẩm thế giới hoa tạng thứ 5. Nghiên cứu kinh Phật thì trước hết nghiên cứu chỗ cạn, nghiên cứu hiểu rõ ý nghĩa thiền cạn rồi thì sẽ vào sâu. Từng bước nghiên cứu vào sâu, như vậy thì mới thấy rõ triệt để. Bằng không, chẳng muốn hiểu sâu, giống như nuốt chừng, ăn mà chẳng biết mùi vị, thì chẳng ích gì. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu kinh điển, nếu giảng sâu, thì e rằng người mới học Phật Pháp chẳng thể tiếp thọ được. Nếu chẳng ai nghe hiểu, thì giống như chẳng giảng, vậy thì lãng phí thời gian, tiêu hao tình lực, chẳng có chút giá trị gì. Có người nói, tôi có thể nghe hiểu được, giảng sâu một chút đâu có quan hệ. Tuy bạn nghe hiểu được, song đa số mọi người chẳng hiểu. Không thể vì bạn một người hiểu mà khiến cho nhiều người chẳng hiểu. Cho nên lúc ban đầu giảng thì chỉ giảng đạo lý phần ít. Đợi đến lúc hứng thú thì sẽ nghiên cứu vào chỗ sâu. Tương lai có thể dụng công nghiên cứu thì thủy chung sẽ minh bạch Phật Pháp. Bây giờ đừng gấp vội, nghiên cứu Phật Pháp phải có sự nhẫn nại. Không thể có ngã chấp ngã kiến, phải dùng trí huệ chiếu soi thật tướng của các Pháp. Dùng trí huệ để nghiên cứu Phật Pháp thì nhất định sẽ minh bạch. Dùng tâm dâm dục để nghiên cứu Phật Pháp thì thủy chung chẳng thể hiểu đặng. Nghiên cứu Phật Pháp chẳng phải là nói ở đầu miệng lưỡi mà là thành thật tu hành. Phật Pháp là dạy người hồi quang phản chiếu, trở lại cầu nơi chính mình, trừ khử sạch tập khí mạo bệnh, trừ khử hết tâm dâm dục. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, tâm dâm không trừ thì không thể ra khỏi trần lao. Trong Kinh Kim Cang có nói, hàng phục kỳ tâm, nghĩa là hàng phục tâm dâm dục, dục niệm không sinh, tức là được một vạn sự đều xong. Đã giải quyết xong vấn đề căn bản, mọi việc khác đều ngoài ra mà thôi, do đó có câu, một thông thì tất cả thông, một thấu rõ thì tất cả đều thấu rõ, chỉ cần trừ sạch dâm dục thì thiên lý lưu hành. Thiên lý tức là Phật tánh, cũng là trí huệ, cũng là quang minh vốn có thể chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Chúng ta học Phật Pháp, chìa khóa quan trọng nhất là ở chỗ này, đoạn tâm dâm dục. Giống như trường giả Đại Thiên, ông ta là La Hán giả vào thời vua A Dục. Ông ta từ sáng đến tối, lừa gạt đệ tử nói, ta đã chứng quả A-La-Hán. Thực tế thì ông ta giống như người bình thường, luôn luôn mộng xuất cốt tinh. Một ngày nọ, đồ đệ giặt quần áo cho ông ta thì phát hiện chỗ nhiễm ô, bèn hỏi ông ta, sư phụ ngài đã chứng quả sao lại xuất cốt tinh? Ông ta nghe giận dữ nói, láo quét, người chứng quả chẳng ăn cơm chăng, phàm là người ăn cơm đều phải mộng xuất cốt tinh. Các đồ đệ chẳng biết đúng hay sai, thật tế nếu là người đã chứng quả thì ý niệm dâm dục vốn chẳng còn nữa, càng không thể sinh tư tưởng chẳng trong sạch. Trường giả Đại Thiên, bất cứ làm việc gì, trước hết đều đi coi bói. Người coi bói nói ông ta như thế nào thì ông ta trở về nói với đồ đệ như thế ấy. Đồ đệ cho rằng ông ta là người có thần thông, cho nên rất sùng bái sư phụ, tôn kính sư phụ. Một ngày nọ, hỏi người coi bói rằng ông ta chừng nào chết, người coi bói đó đại khái có chút linh nghiệm, nói ông ta 7 ngày nữa sẽ chết. Ông ta trở về tuyên bố tin tức này cho đồ đệ biết, nói, các đệ tử nhân duyên của chúng ta sắp kết thúc, 7 ngày nữa thì ta sẽ vãng sinh về cõi Phật nào đó, chúng ta sẽ phải chia tay. Đồ đệ nghe sư phụ biết được giờ phút lâm chung thì càng kính ngưỡng, 7 ngày sau trưởng giả Đại Thiên quả nhiên chết thật. Các đồ đệ cùng nhau nghiên cứu, sư phụ là người đã chứng quả La Hán, thì thi thể sẽ không thối nát. Chúng ta hãy giữ gìn nhục thân để làm La Hán sống, cúng tế lễ lại cho tiện. Chưa đến 7 ngày thì thi thể sình lên, chảy máu chảy nước mắt, rồi bò lẩm ngẩm hôi thối vô cùng. Lúc đó đồ đệ mới biết bị lừa. Trường giả Đại Thiên vì chẳng đoạn được tâm dâm dục cho nên mới như vậy. Chúng ta là người nghiên cứu Phật Pháp thì nhất định trước hết phải đoạn tâm dâm dục.
Như thế thì Thiên Long Bát Bộ sẽ đến ủng hộ bạn, đến hướng về bạn cầu phước, hướng về bạn đảnh lễ trồng phước. Người tu đạo đừng phóng dật, phải luôn luôn nỗ lực dụng công, hoặc niệm Phật, hoặc lại Phật, trì chú, lễ sám đều là pháp môn đoạn vọng tưởng để khống chế tâm dâm dục. Nếu suốt ngày chẳng có việc để làm, ngày ngày nghĩ tưởng dâm dục, sinh tư tưởng nhiễm ô, như thế thì làm sao mà thành tựu? Bất cứ kinh điển gì, chân lý đều như nhau, bất quá đại đồng tiểu dị mà thôi. Bạn minh bạch đạo lý chân chánh của một bộ kinh điển thì kinh điển khác sẽ minh bạch. Chân lý đó tức là đoạn dục khử ái, nghĩa là dạy bạn ngày ngày trừ khử tập khí, trừ ma bệnh. Bạn có thể ngày ngày chẳng nổi giận, ngày ngày siêng tinh tấn thì tâm dâm dục sẽ càng ngày càng bớt, tâm thành tịnh càng ngày càng nhiều. Đến khi nào dâm dục đoạn sạch thì thiên lý sẽ lưu hành, đại quang minh tạng sẽ hiện tiền. Lúc đó thì biển lặng trời trong, tất cả đều chẳng có chấp trước. Bên trong chẳng có thân tâm, bên ngoài chẳng có thế giới, trời đất và ta đồng một thể, vạn vật với ta đồng một tánh. Chúng ta người tu đạo phải tu đến giai đoạn này thì mới không phục vụ lúc ban đầu phát tâm xuất gia. Mấy ngày trước ở trong pháp hội, tôi có nói là chẳng cho các bạn xem truyền hình vì trên truyền hình biểu diễn những tiết mục làm cho khởi vọng tâm, mất đi đạo tâm. Hôm nay lại bảo bạn xem truyền hình. Truyền hình ở đây chẳng phải là truyền hình có hình tướng bên ngoài, mà là truyền hình chẳng có hình tướng ở bên trong, tức là tự tánh. Phải làm cho tự tánh phóng đại quang minh, tự tánh phải sinh trí huệ. Truyền hình trong tự tánh có đủ thứ tinh thể chân lý, có đủ thứ cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Cho nên các bạn ngày ngày phải nhìn sang truyền hình của tự tánh, nghĩa là hồi quang phản chiếu, trở lại cầu nơi mình. Đừng hướng bên ngoài truy cầu, bên ngoài thì tìm chẳng được chân lý, và thật thì ở bên trong, chứ chẳng phải ở bên ngoài. Ngày ngày tôi giảng kinh, các bạn ngày ngày đến nghe kinh, mưa gió chẳng trở ngại, thành tâm nghiên cứu Phật Pháp, song vẫn có người cảm thấy khô khan, chẳng có mùi vị, chẳng thích nghe giảng. Bạn chẳng thích nghe là việc của bạn, tôi vẫn ngày ngày giảng kinh, không thể vì một hai người không muốn nghe mà không giảng kinh. Chủ trương của tôi là phục tùng đa số, tuyệt đối chẳng độc tài chuyên chế. Phải thực hành chính sách dân chủ, ủng hộ chế độ dân chủ, Phật giáo là dân chủ nhất, ai ai cũng có cơ hội sẽ thành Phật. Chẳng phải nói rằng chỉ có ta mới làm Chúa Trời, chẳng cho bạn làm Chúa Trời, Phật giáo chẳng có tư tưởng chuyên chế như thế. Kinh văn: bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng, các Phật tử, thế giới hải hoa tạng trang nghiêm này là do thuở xưa Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở trong số kiếp nhiều như hạt bụi thế giới hài, khi tu hành Bồ Tát thì ở trong mỗi kiếp đều gần gũi các Đức Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới hài. Cho mỗi chỗ Đức Phật đều tu nghiêm tịnh đại nguyện, nhiều như số hạt bụi thế giới hài. Bồ Tát Phổ Hiền, danh tự của Ngài là hàm nghĩa, là phổ khắp giáo hóa tất cả thánh hiền. Lại có thể nói hết thảy tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Lại có thể nói tất cả chúng sinh đều là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì Bồ Tát Phổ Hiền là đệ tử lớn nhất của Phật, cho nên đầy đủ trăm ngàn ước hóa thân và còn có vô lượng thần thông không thể nghĩ bàn. Đừng cho rằng là như vậy, đây chẳng qua là lối nói ví dụ. Khi Bồ Tát Phổ Hiền nói xong phẩm thế giới thành tựu, thì lại bảo đại chúng trong pháp hội tại Bồ Đề Đạo Tràng rằng, các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết hòa tạng trang nghiêm thế giới hài này vì nhân duyên gì mà thành? Đây là do biến nhất thiết xứ thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, thuở xưa Ngài ở trong số kiếp nhiều như hạt bụi thế giới hài, khi tu hạnh Bồ Tát thì ở trong mỗi đại kiếp đều gần gũi các Đức Phật, gần gũi bao nhiêu Đức Phật, gần gũi các Đức Phật số nhiều như hạt bụi thế giới hài. Ngài ở nơi đạo tràng của mỗi vị Phật thanh tịnh tu hành, chẳng có tâm nhiễm ô. Hòa tạng thế giới hài là do Ngài tịnh tu trang nghiêm thanh tịnh đại nguyện nhiều như số hạt bụi thế giới hài. Tu hạnh Bồ Tát chẳng phải là pháp môn dễ dàng, có khi lầm lỡ vào đường tà thì cũng đi vào đường tà. Tuy Bồ Tát đi lầm đường, song biết hồi đầu, biết được hôm nay đúng hôm qua sai, trong đường mê biết quay về. Tuy đi trên con đường nguy hiểm, song biết trở lại thì vẫn chưa muộn. Nếu chẳng biết hồi đầu thì càng đi càng xa, cách chân đạo càng xa, đi đến đi lui sẽ đi vào địa ngục. Nếu đi trở lại thì đi trên đại đạo khang trang thẳng đến cảnh Phật. Bồ Tát quá khứ đi lầm đường biết quay trở lại, Bồ Tát hiện tại đi lầm đường cũng sẽ biết trở lại,
Bồ Tát Vị Lai đi lầm đường cũng sẽ biết quay trở lại. Các vị, nếu các bạn đi lầm đường phải mau hồi đầu trở lại, trong đường mê biết trở lại thì còn có hy vọng đến bờ bên kia. Phật Tỷ Lô Giá Na, khi tu hạnh Bồ Đề thì cũng lầm vào đường ta, đi vào rất nhiều con đường oan uổng. Cho nên khi Ngài thành Phật, thì Pháp thân của Ngài đầy khắp mọi nơi, trợ giúp chỉ đường cho tất cả chúng sinh đừng đi vào đường tà. Tịnh tu tức là chuyên nhất, chẳng có tư tưởng nhiễm ô tức là dâm dục. Chúng ta chúng sinh thời khắc có tâm nhiễm ô cho nên phải tu hành, dùng tâm thanh tịnh để điều phục tâm nhiễm ô, quét sạch hết rác rến trong tâm, để cho tâm được thanh tịnh. Tóm lại, tu hành tức là quét trừ, quét tất cả pháp chẳng sinh, trừ tất cả pháp chẳng khởi. Thần Tú Đại Sư nói, luôn luôn siêng lau chùi, thời thời khắc khắc lau chùi gương tâm cho thành tịnh, gương sạch thì vật hiện, Phật đến cũng chiếu như thế, thì sẽ phân biệt biết được thiện ác. Đó tức là tịnh tu, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ, những gì làm đã xong chẳng thọ thân sau nữa. Một số người cho rằng luôn luôn siêng lau chùi chẳng phải là pháp môn đốn ngộ. Thực tế thì người chẳng có căn lành lớn, trí huệ lớn thì vẫn phải tiệm tu, tu từ từ, luôn luôn siêng lau chùi. Ít nhất đạt đến giai đoạn tâm chẳng có bụi trần tức là tâm nhiễm ô. Người tu đạo phải luôn luôn phản tỉnh, tại sao tôi xuất gia, mục đích xuất gia là gì? Phải tinh tấn tu hành, mà tu hành thì phải đoạn trừ tâm dâm dục. Phàm là có tư tưởng dâm dục thì nhất định sẽ đọa địa ngục. Có người hỏi, người xuất gia có tâm dâm dục thì đọa địa ngục. Vậy người tại gia có rất nhiều tâm dâm dục tại sao chẳng đọa địa ngục? Vì người xuất gia đã thọ giới cụ túc, biết rõ mà cố phạm, rõ ràng biết chẳng đúng mà mình tự lừa gạt mình đi làm chuyện không đúng. Đây là nguyên nhân đọa vào địa ngục. Còn người tại gia vì chuyển tông tiếp đại, đó là pháp thiền kình địa nghĩa. Nếu tà dâm ngoài vợ chồng thì cũng đọa địa ngục, thọ quả báo. Trong Kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến tỳ kheo ni Bảo Liên Hương. Cô ta nói dâm dục có quan hệ gì, bất quá nam nữ hành dâm mà thôi, có tội ác gì. Không ngờ nói xong thì địa ngục lập tức hiện tiền, bị đọa vào địa ngục. Hiện tại có người biết rõ dâm dục là việc không đúng mà vẫn làm ra việc bịt tai ăn cắp chuông, tự mình lừa dối mình còn cho rằng người ta chẳng biết. Kỳ thật tiếng chuông sớm đã vang khắp bốn phía, ai ai cũng đều biết, đây là việc làm của người ngu. Các Phật tử, thế giới hài hoa tạng trang nghiêm có phong luân nhiếp trì, nhiều như hạt bụi núi tu di. Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại nói, các vị đệ tử của Phật, trong thế giới hài hoa tạng trang nghiêm có phong luân nhiếp trì, nhiều như hạt bụi núi tu di, dịch là núi diệu cao. Phong luân mà khoa học hiện đại nghiên cứu, tức cùng đạo lý, là tâm địa dẫn lực và quỹ đạo thái không. Giống như vệ tinh nhân tạo bắn lên thái không rồi, thì bay chung quanh trái đất, đó tức là nhờ phong luân nhiếp trì, cho nên không bị rớt xuống. Trái đất quay mà nước trong biển cả không thể nào chảy vào thái không, đó là liên quan đến địa tâm hấp dẫn lực, tức cũng là phong luân nhiếp trì. Gió, phong, tuy nhìn chẳng thấy nhưng có động lực có thể phát động máy nổ. Tinh cầu, địa cầu, mặt trời, mặt trăng, vân vân trong vũ trụ đều có tác dụng nhiếp trì với nhau. Đó tức là sức phong luân trì trì. Tinh cầu đều vận hành trên quỹ đạo không thể đụng nhau, trừ sao chổi ra, vì nó chẳng có quỹ đạo, hoành hành xung đột, ai gặp được nó thì người đó sẽ hủy diệt. Sức của gió, chúng ta phàm phu nhìn chẳng thấy, khi nào có ngũ nhãn thì sẽ thấy được sự tác dụng của nó, hỗ tương nhiếp trì mà chẳng chướng ngại. Mặt trăng thì chuyển động quanh trái đất thì chuyển động quanh mặt trời, đó tức là tác dụng nhiếp trì của phong luân. Người ở trong gió chẳng biết gió, cá ở trong nước chẳng biết nước, cùng giống nhau một đạo lý. Nếu con người cách lìa khỏi gió, không khí thì sẽ chết, nếu cá cách lìa khỏi nước thì sẽ chết. Quỷ ở trong đất chẳng biết đất, thần ở trong không chẳng biết không. Quỷ ở trong đất tự do ra vào chẳng có chướng ngại, thần ở trong không tự do lên xuống cũng chẳng có chướng ngại. Cho nên sự lý ở trên đời phức tạp vô cùng, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, đợi khi nào nghiên cứu rõ ràng thì thời kỳ chết đã đến. Ở dưới cùng phong luân tên là bình đẳng trụ, hai nhiếp trì tất cả bóng sáng rực rỡ trang nghiêm ở phía trên, kế trên phong luân tên là xuất sinh trùng trùng bảo trang nghiêm, hay nhiếp trì quang minh thanh tịnh chiếu sáng của Tràng Ma Ni Vương ở phía trên, kế trên phong luân tên là bảo oai đức,
Hai nhiếp chỉ tất cả linh báu ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Bình Đẳng Diễm, hai nhiếp chỉ tướng Nhật Quang Minh Mani Vương Luân ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Trùng Trùng Phổ Trang Nghiêm, hai nhiếp chỉ Hoa Quang Minh Luân ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Phổ Thanh Tịnh, hai nhiếp chỉ tất cả tòa sư tử hoa diễm ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Thanh Biến Thập Phương, hai nhiếp chỉ tất cả tràng châu vương ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Nhất Thiết Bảo Quang Minh, hai nhiếp chỉ tất cả Mani Vương Thụ Hoa ở phía trên. Kế trên phong luân tên là Tốc Tật Phổ Trì, hai nhiếp chỉ tất cả Mây Hương Mani Tu Di. Kế trên phong luân tên là Trùng Trùng Cung Điện Du Hành, hai nhiếp chỉ tất cả Mây Đài Bóng Sắc Hương. Thế giới hải hoa tạng trang nghiêm có 10 thứ phong luân. 1. Phía dưới cùng phong luân tên là Bình Đẳng Trụ, hay nhiếp trì tất cả các bóng quang diễm rực rỡ và rất trang nghiêm. 2. Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Xuất Sinh Trùng Trùng Bảo Trang Nghiêm, hay nhiếp trì quang minh thanh tịnh chiếu sáng của tràng báu Mani Vương ở phía trên. 3. Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Bảo Oai Đức, hay nhiếp trì tất cả linh bóng ở phía trên. 4. Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Bình Đẳng Diễm, hay nhiếp trì tướng Nhật Quang Minh Luân Báu Mani Vương. 5. Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Trùng Trùng Phổ Trang Nghiêm, hay nhiếp trì Hoa Quang Minh Luân ở phía trên. 6. Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Phổ Thanh Tịnh, hay nhiếp trì tất cả tòa sư tử hoa diễm ở phía trên. 7. Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Thanh Biến Thập Phương, hay nhiếp trì tất cả tràng bóng châu vương ở phía trên. 8. Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Nhất Thiết Bảo Quang Minh, hay nhiếp trì tất cả cây hoa báu Mani Vương ở phía trên. 9. Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Tốc Tật Phổ Trì, hay nhiếp trì tất cả Mây Hương Mani Tu Di ở phía trên. 10. Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là Trùng Trùng Cung Điện Du Hành, hay nhiếp trì tất cả Mây Hương Đài Bóng ở phía trên. Ở trên là 10 thứ phong luân hỗ tương nhiếp trì với nhau mà chẳng phá hoại. Mỗi phong luân đều nhiếp trì phong luân ở phía trên, cũng hay nhiếp trì phong luân ở phía dưới. Các Phật tử, phong luân đó nhiều như số hạt bụi núi Tu Di. Phong luân ở trên cùng tên là Thù Thắng Oai Quang Tạng, hay nhiếp trì Biển Hương Thủy Phổ Quang Mani Trang Nghiêm. Biển hương thủy đó có hoa sen lớn tên là Trùng Trùng Quang Minh Nhị Hương Tràng. Thế giới hải hoa tạng trang nghiêm trụ ở trong đó, bốn phương đều bằng phẳng, thanh tịnh vững chắc. Núi Kim Cang Luân bao bọc chung quanh, đất đai biển cả, các cây cối đều riêng biệt. Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các đệ tử của Phật. Phong luân nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, phong luân ở trên cùng tên là Thủ Thắng Ngoài Quang Tạng, hay nhiếp trì Biển Hương Thủy Phổ Quang Minh Mani Trang Nghiêm. Trong biển hương thủy đó có một đóa hoa sen lớn cao to hơn so với núi Tu Di tên là Trùng Trùng Quang Minh Nhị Hương Tràng. Hoa sen lớn đó có 20 tầng thế giới. Chúng ta đang ở là thế giới Ta Bà tầng thứ 13, thế giới hải hoa tạng trang nghiêm trụ ở trong đó. Bốn phương đều rất bằng phẳng, rất trang nghiêm, rất thanh tịnh, rất vững chắc.